Chào các bạn, hôm nay mình xử lý cái cầu này bị nghẹt các bạn. Đây chắc ăn là bị nghẹt rồi. Để mình cho các bạn xem ống hơi với ống ống tràn nó không ra. Tại sao hẹ? Để mình qua bên hông cho các bạn xem cái ống hơi với cái ống tràn nha các bạn. Đó, ống hơi ống tràn bình thường luôn nè. Rồi là ống tràn nè, thu rang nè ha. Ống hơi cũng trống rỗng nè. Và cũng có hơi cặn cặn nè ha, ống hơi nè. Ống hơi lâu lâu ngã đóng vậy nè ha. Đó, ông hơi gỡ xuống luôn rồi mà nãy giờ xài là không được đó. Bây giờ mình cái việc mình làm gì là nó xong đó. Mình vô mình thông cái cầu á. Cầu tình trạng này bị nghẹt thôi, chứ ống hơi với ống tràn không miếng nước nào nhiễu trên đó. Bây giờ mình lấy cái ống này nè, mình mở cái vòi ra, mình lấy cái ron cắt đàng hoàng ha. Rồi xong cái bọc xốp để vô. Bị nghẹt cái cầu này chắc ăn là bị nghẹt chứ không phải là bị gì. Hồi nào giờ nó mới bị, lần này là lần đầu luôn ha. Nó dội mấy bữa kia bình thường ha. Ở nó không ập 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 gì luôn, bình thường luôn, không có triệu chứng gì luôn. Rồi. Bây giờ mình tiến hành mình xử lý nha các bạn. Bây giờ mở cái vòi này ra. Mở vòi xịt ra. Hả? Đừng quay mặt. Thôi mệt quá. À, vô làm em ba. Mở cái đó ra. Này ba. Mở cái chuyện gớt cái ron mất tiêu á. Mở ra luôn không? Mở cái xịt mặt á. Lụm cái ron ra ngoài. Trời ơi tôi sợ gớt cái ron mà. Cái đường nước mình không có phá cho nó được, cái đúng rồi, gắn cái kia tê cầu hay lụm cái ron ra. Có rồi. Có cái ron. Đây nè. Ừ, bỏ một hồi lọt mất tiêu vô gì hơn. Rồi bỏ vô trong sâu luôn, bỏ thuốc chống luôn. Rồi lấy cái bao để vô. Đó, để bao nhẹ chút, đựng cho nước trào lên. Rồi lấy cái chân sạc chút. Để lâu, để nguyên luôn. Rồi đi rồi. Xuống đó. Trời ơi, thiệt cái tình này chứ. Thôi thôi. Rồi xong thì mình đợi ai nó biết nữa, thấy không ok quá hay đó, được không đó, để đi đục cái hầm cầu là tiêu rồi, thấy không, tùy theo cái cách mình xử lý. Anh hiểu quá hay rồi. Thôi mình vô lại, kết thúc cho các bạn có xíu xíu mà em này nó làm vòng vòng nãy giờ